Rồi em mở cái video chặt tay cho anh coi đi. Một đầu óc minh mẫn chỉ có thể tồn tại trên một cơ thể tráng kiện. Lực tay á nó phải khỏe mới làm cho người khác ra tô được nha em. Đúng rồi, chất màu này anh thích nè. Mấy bạn nào muốn bật tay á, tập được nha bạn. Nè nè, Duy chỉ cho tập bật tay. Bạn nít đó đúng không? Vô muốn bật tay ăn bạn dễ ẹt à. Luyện này trước đi. Luyện nha, luyện bật tay cái này bonus nha mấy em. Nè, để tên vị trí này nè. 1, 2, 3 1, 2, 3 đó. Thấy không? Để lên. Xong rồi tới cái tay này. Bẻ tay nó. Ok. Bài kéo tay minh họa lại nha, bài này quan trọng nha. Đó. Mọi tập đen kia tập để kéo tay. Vô lớp gồng tay với mấy thằng con trai để cua gái. Để chơi mà. Tao là sư tử đực, nguyên một rừng sư tử cái này phải là của tao. Cái con chiến thắng thì con sẽ được động phòng. Xong rồi lý tao kia luôn, tao kéo hai tay luôn mày. Để làm chi tao hô mày tay phải thôi, giật kéo tay trái con. Còn mày dẫn ngoài đâu tập đâu ba. Đúng không? Tao tập con tay tao thuận kéo bây giờ, tao hô tao thuận mày dám kéo tay nghịch với tao không? Đó, hãy chiến thắng, hãy chiến thắng, hãy chiến thắng. Hãy chứng tỏ rằng những cô nàng trong lớp đã chọn đúng người anh hùng. À, không phải là kẻ thất bại. Đúng rồi, anh tâm đắc nhất cái câu không được là kẻ thất bại. Là một gymer, chúng ta cần phải cống hiến cho cuộc đời. Nếu mà chúng ta không tự nuôi sống bản thân mình được thì thôi, chứ đừng có đi xin tiền khắp xã hội, rất là nhục mặt gymer. Em phải truyền tải thông điệp đó tới fan cho mới được. Một gymer phải mạnh mẽ. Đôi tay gymer đâu chỉ để làm thơ mà chinh phục từng trang chữ nhất. Gymer phải có trách nhiệm với tổ quốc và đất nước. Nhạc cho này mạnh lên nha. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì, lái xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài 3 triệu. Đức Vũ 3 triệu, Hải Bánh 3 triệu, Vi Phạm 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.